Xin chào các bác nha. Nay mình xin giới thiệu các bác về một loại hạt giống, đó là hạt giống súp lơ baby xanh. Hạt này là hàng của Mỹ ạ. Đó, một gói này sẽ được 100 hạt. Thế thì với cái dòng hạt súp lơ này, nó là cái bông rất là nhỏ và sẽ cái cho cái thời gian thu hoạch ngắn ngày hơn so với cái bông súp lơ to. Thế thì cái này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 40-45 ngày là chúng ta đã có thể thu hoạch được rồi. Đó. Và sau khi các bác cắt các cái ngọn của cái súp lơ này thì nó sẽ lẩy mầm và lẩy chồi những cái mầm khác để cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta chăm sóc rồi là chúng ta sẽ lại được thu hoạch những lứa tiếp theo. Tức là một cái loại súp lơ là chúng ta được ăn khá là lâu dài nha. Đó, chúng ta cứ cắt cái mầm này thì nó sẽ lẩy cái mầm khác. Đó. Được ăn khá là lâu đấy ạ. Bông của nó rất là nhỏ, nó sẽ có những cái nhánh như thế này này các bác này. Những cái nhánh nhỏ như thế này. Đó. Và chúng ta thấy là thông thường ở ngoài chợ cũng hay có bán những cái loại bó bó đó. Đó. Từ những cái bông như thế này.